ta có thực tài. Chào đón quý vị và các bạn đến với ngày hôm nay. Chương trình xin trân trọng cảm ơn những tình cảm thiêng liêng quý vị đã đóng góp để chúng tôi hoàn thiện hơn chương trình. Và đặc biệt cảm ơn nhãn hàng sữa Love Me Farm đã đồng hành với Bạn Có Thực Tài. Quý vị, các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta vẫn gặp gỡ hai ba giám khảo rất là khó tính, đó là 50 vị khán giả và 5 giám khảo khó tính cũng dữ lắm quý vị, nhưng mà cũng rất là dễ thương. Chào đón đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn nghệ sĩ nhân hài Minh Nhí. Đặc biệt hôm nay chúng tôi chào đón một người nghệ sĩ rất là quen thuộc quý vị, ca sĩ Phi Nhung, người dẫn chương trình diễn viên Cát Tường, và một người cũng quen thuộc với quý vị qua chương trình rất là hot, đó là vợ chồng Son, một người rất là dễ thương, Mr. Bean hay là Quốc Thuận. Đó là những người rất là dễ thương với chúng tôi. Đặc biệt ngày hôm nay tôi xin hỏi người hình như là lần đầu tiên ngồi chiếc ghế này, ca sĩ Phi Nhung. Bạn cảm giác thế nào khi mà lần đầu tiên bạn đến với chương trình Bạn Có Thực Tài? Hồi hộp. Hồi hộp. Nói chung là rất là khó, là tại vì hát thì nó dễ và phải đưa ra cái quyết định. Nếu mà quyết định không có chính xác thì tội nghiệp cho các em thí sinh mà có thể bị khán giả ghét nữa. Em sợ nhất cái đó. Vậy thì hôm nay bạn muốn khán giả ghét hay khán giả thương? Em muốn khán giả thương. Thương vậy cho điểm lớn không à hả? Em nghĩ là chắc tiết mục nào em cũng cho lớn. Dạ. Thuận cũng cho điểm cao. Phải căn cứ vào cái số điểm của anh Hoàng. Cứ anh Hoàng, tôi liếc qua tôi thấy anh Hoàng cho điểm thấp, tôi cho điểm cao hơn anh Hoàng, để cho người ta ghét anh Hoàng mà người ta thương tôi. Hình như là anh biết sao không? Là trước khi mà em nhận cái chương trình này thì là em có nghe nói là ban giám khảo là có anh Lê Hoàng. Theo em nhận thấy ở bên ngoài mà bà con xào xáo với nhau á, là nói là Lê Hoàng rất là khó. Rất là khó. Con xào xáo dữ lắm hả? Dạ, xào xáo dữ lắm, nên nói trước em là đừng có bắt chước Lê Hoàng. Dạ. Một lần nữa chào đón ban giám khảo chuyên môn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm cùng các tiết mục của Bạn Có Thực Tài để xem tiết mục nào có số điểm cao nhất, tiết mục nào sẽ thi đấu với đội vô địch tuần vừa rồi để nhận lấy cúp vô địch và nhận giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Tiết mục đầu tiên, xin mời quý vị và các bạn chúng ta hướng về màn hình. Và lần đầu tiên mình xin gửi lời chào đến 50 vị giám khảo, 5 vị giám khảo trên hàng ghế nóng và tất cả khán giả có mặt tại trường quay. Và xin chào mọi người. Thôi thôi giật mình. Làm cái ghê. Ta bự rồi, coi đàn còn bự hơn nữa. Cái đàn này người ta gọi là cái đàn bự chảng nè. Dạ, này là hàng đặc. Hàng đặc luôn. Dạ. Ba giám khảo cũng đã nhận ra đây là đội đã thi đợt trước nhưng mà có lẽ là chưa thành công lắm, nên hôm nay các bạn quyết tâm luyện tập. Sau bao nhiêu ngày luyện tập rèn luyện dẫn nội công thì hôm nay trở lại không biết như thế nào. 2 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Bạn Có Thực Tài. Đàn ơi động đau tình. Bán cho chúng tình mà tình chẳng mấy ai muốn. Thuyền ta xuôi giữa dòng một đàn nhịp treo ta vui, ai đập đàn ai phá núi cho hồ nước này đẹp tựa gương soi non xanh mà nước biếc. Đừng trời lên đến, đừng trăng lên đến, động
đang đau lỡ những con thuyền nhỏ bé. Đường tình trong tre, đường tràn trong tre, đọc đau lỡ những cung đàn mộng mơ. Anh tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời. Nhắn tin theo cùng gió, anh còn đây đợi người. Động đảo kia trong trên, ta dấu trong tiếng đàn, ta dấu trong tiếng lòng đàn ơi. Động đảo kia trên trên, ta khóc cho tiếng lòng, ta khóc cho tiếng đàn, ai hóa đời mong. Lion Band trở lại vừa kết thúc cũng là tiếng chuông hết thời gian vang lên. Phải nói là không khí mở màn rất là hoành tráng. 88% các bạn được cộng một điểm đầu tiên. Chúc mừng. Chúng tôi sẽ cùng với ban giám khảo chuyên môn chia sẻ những cái kinh nghiệm cùng với các bạn. Xin mời anh Minh Nhí. Không biết là có đặc sắc không, nhưng mà ngày hôm nay á, tôi bị hoàn toàn chinh phục bởi cái giọng ca của bạn. Bạn hát hay quá, và cái phong cách của các bạn cũng cũng rất là sôi động, và tôi nói chung là mở màn cái rồi tôi thích rồi. Quan trọng gì Phi Nhung thích đâu nè, chị quá thích luôn. Nếu mà cho ra ý kiến thì chị không có gì ý kiến á. Phải nói là cảm ơn các bạn đã mang đến cho một cái không khí mở màn rất là sôi động. Tôi là từ nhỏ là tôi đã mê cái loại hình beatbox rồi, không? Mà tôi thích nhất là cái chỗ mà đâu em làm lại coi. Đó. Và với Bất Thuận thì đừng cho rằng là đây là một tiết mục kết hợp với nhau giữa beatbox, guitar và giọng hát rất là tuyệt vời và đặc sắc. Nếu phải cho điểm trước tiên là tôi cho điểm cao nhất ạ. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 9, Minh Nhí 10, Quốc Thuận 9,5, Phi Nhung. Để suy nghĩ lại. 10. 49 điểm dành cho Lê Hồng Bình. Tiếp mục đầu tiên tôi nghĩ rằng cũng có một phần rất là lớn lôi cuốn tất cả quý vị các bạn. Và chúng ta chờ đợi gì ở tiết mục thứ hai? Mời quý vị hướng về màn hình. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay và các vị ban giám khảo và các bạn đang xem đài truyền hình, một lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Dạ. Hình như bạn hơi rung đúng không? Dạ vâng, em hơi run ạ. Ủa sao mà rung thế? Dạ, tại vì lần đầu tiên ra sân khấu xong rồi tiết mục thứ hai nên em chưa lấy được tự tin nhiều. Ủa đó giờ em có xuất hiện trên sân khấu lần nào chưa? Dạ em có rồi nhưng mà em vẫn hơi run ạ. Rung quá, hơi bị rung quá ha. Vậy run này thì em sẽ trước tiên em sẽ làm một món quà để tặng anh Quyền Linh trước để cho bớt run đấy ạ. À vậy. Dạ vâng, em sẽ được thực hiện luôn ạ. Gì đây? Con gà thấy rồi đó. Con công. Nên em làm tặng anh Quyền Linh ạ. Ô, sao biết đuổi tôi nữa? Dạ, cái này bí mật ạ. Cảm ơn Tùng nha. Nãy giờ người ta giao lưu cho nó thoải mái ha. Anh đã sẵn sàng. Chỉ có 2 phút thôi. Bây giờ không biết anh làm con gì làm. Có khi làm đại bàng tặng Cát Tường cũng được. 2 phút dành cho anh bắt đầu. Bạn có thích bay.
Giống lắm à. Trời ơi. Anh xuống đây. Trời ơi. Anh đứng vô đây. Giống Minh Nhí hả? Đẹp trai hơn Minh Nhí. Anh nhớ cái hình đẹp hơn. Em ơi sao em không nói là muốn làm chị đi. Chị đẹp hơn Minh Nhí mà. Dạ. Nếu như có cơ hội đi lần sau em sẽ làm ạ. Mình cứ tưởng là dễ nhưng mà thật ra là nó là cái này luôn á. Dạ. Cái này gọi là toa đúng không? Dạ, đúng rồi, toa hè. Ok. Thank you. À, cái này là mình dùng bằng bùn hay là... Dạ, cái này là bột gạo tỏ he của mình đấy ạ. Bột gạo hả? Dạ. Tại vì ngày trước thì là khi mà làm xong mình xoa tay vào cục sáp ong, còn giờ không ai ăn nữa nên em chuyển qua xà bông làm. Nên là giờ không ai ăn nữa. À, dạ. Anh nhận được 94% từ khán giả. Chúc mừng anh. Anh có 2 điểm cộng. Tôi nghĩ là cái cảm xúc của Minh Nhí cũng đang còn đông đầy, anh sẽ phát biểu trước. Thầy bây giờ thầy không nói được gì rồi, xúc động quá rồi, đúng không? Mình cảm ơn bạn, xong rồi gián tiếp qua bạn cảm ơn quý vị khán giả, vì mình cảm thấy mình rất hạnh phúc là cái mùa trước á có một bạn thí sinh cũng vẽ mình, rồi mùa này thì cũng có bạn làm cái tòa he và làm cái hình của mình, có nghĩa là mình cũng còn được yêu mến. Em thấy là tại sao mà mấy bạn đều vẽ hình của anh thì nó thật sự nó không đẹp nhưng đúng mà rồi. Nó độc. Cái người xấu là dễ làm. Tiếc. Người xấu. Đúng không bạn? Đúng không? Bởi không? Vì người xấu có nhiều góc cạnh á, dễ làm. Yeah. Yeah. Cái này nó đòi hỏi cái hình khối đó thì tôi cho rằng là bạn rất có khả năng, bởi vì trong một cái nháy mắt như vậy mà làm ra một cái chân dung như vậy không phải đơn giản một chút nào, nhất là lại hồi hộp và lại cuống rồi là đủ thứ áp lực nữa. Nhưng mà tôi vẫn cứ nhắc lại rằng là thật ra làm hình Minh Nhí thì dễ, bởi vì rằng là người có quá nhiều những cái góc cạnh dễ nhìn phát hiện ra, đúng không? Còn chả làm Thuận là mới khó này, không có cái điểm nhấn nào trên mặt cả. Đâu có, không có điểm nhấn gì. Có đó anh, mà anh điểm nhấn không luôn. Coi như cứ đem cái tấm hình đừng làm gì hết là ra. Cứ lấy quyền cái bánh bao để lên ra mặt tôi. Sao cái Tường, bạn thấy thế nào với cái hình của Minh Nhí? Đầu tiên bạn ra bạn mới cái nặng mấy cái đầu thôi, rồi có cái đoạn mà có cái che màu trắng là chưa có, là trong đầu tôi đã hình dung là bạn vẽ chân dung rồi, mà tôi không biết là giữa Lê Hoàng với Minh Nhí bạn chọn cái xấu nào thôi. Cái tôi biết chắc chắn hai người đàn ông đó chứ không ai hết trơn á, cho nên đối với tôi cái sự bất ngờ thì nó hơi ít. Với lại là tôi nghĩ là bạn, tại bạn đưa ra nhiều màu sắc quá, tưởng bức tranh của bạn là nó nhiều màu sắc nhưng mà cuối cùng chỉ cô đọng là có 2 màu thôi, tại vì cái nét đẹp anh Minh Nhí chỉ cần 2 màu là diễn tả đủ rồi. Bởi vậy mai mốt thí sinh rút kinh nghiệm đi, hễ cái mùa thứ 3 mà có thi mà có làm mà chân dung hay gì đó, một là anh Lê Hoàng trước tiên, hai là Cát Tường trước tiên, hai cái người này nè lấy nhau làm cái xóm đó không có ai ở chung hết á. Khó quá. Và bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm dành cho anh Lê Xuân Tùng như sau: 3, 2, 1. Cát Tường 9,5, Minh Nhí 10, Lê Hoàng 9, Phi Nhung 10. Chúc mừng bạn Xuân Tùng và Quốc Thuận 10. Quá tuyệt. Tổng số điểm dành cho anh Xuân Tùng là 50,5. Chúc mừng Xuân Tùng nha, số điểm rất là cao. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với tiết mục thứ 3. Chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Chào các con. Câu lạc bộ Sao Vàng hả? Câu lạc bộ chúng ta có bao nhiêu người con? Dạ, câu lạc bộ con có nhiều lắm, nhưng mà nhóm con có 7 người. Nhóm con thiên về nhảy như thế nào? Dạ, nhóm con nhảy nhiều thể loại lắm. Thể loại gì đâu? Nhảy hiện đại, hip hop, belly, rồi đương đại cũng có. Mình học được bao lâu rồi? Dạ, tụi con học được 5 hoặc 6 năm.
chắc là dữ dội lắm đây. 5-6 năm biểu diễn có 2 phút thôi, 2 phút dành cho các con, bắt đầu. Bảo có thật sai. Let the bass kick. What is the G slide? Slide, slide, slide. Rất là dễ thương. Cái đoạn cuối như là có trục trặc vậy hả con hả? Dạ không. Rất là tập vậy đó hả? Dạ. Trời chú lo quá. Chú tưởng đâu rớt cái bẹp cái nằm chèm nhẹp. Xin mời anh Lê Hoàng. Tính say qua nói anh Hoàng. Đầu tiên là trang phục rất đẹp. Thứ hai là các cô bé đều rất là xinh xắn và rất là tươi. Nhưng mà bọn em đã nói rằng là 5 năm mà, thì khán giả có quyền đòi hỏi là cái động tác nó phải phức tạp hơn một chút. Ở đây nó mới là tươi trẻ, trẻ dễ thương và vui vẻ thôi. Nhưng mà có những cái động tác người ta kinh ngạc, người ta nói rằng trời ơi ở tuổi này mà làm được như thế thì những động tác cái chưa có. Tôi vẫn không thể cho điểm tuyệt đối được, mặc dù tôi rất là khâm phục các bạn. Cô Phi Nhung cũng đồng ý với lại chú Lê Hoàng. Các con hình như là chưa có bỏ hồn vô cái bài nhảy nhiều. Và các con cũng chưa có thuộc bài nhiều. Có nghĩa là các con phải làm sao nó hấp dẫn hơn, nó phải bay nhảy hơn, lộn mèo lên, thậm chí leo lên sân khấu nhảy chung như nam ông giám khảo này. Chú xuống chú lộn đi, chú xuống chú lộn đi, chú xuống chú lộn đi. Không được, cấn cái bụng. Và hy vọng rằng là chú Thuận sẽ có dịp gặp các con trong một cái chương trình nào đó, hoặc có thể là bạn có thức tài mùa thứ ba. Số điểm dành cho các con. Tổng số điểm của các con giành được ngày hôm nay là 45 điểm. Chào giáo sư, chào các đệ tử của giáo sư. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có chỉ có 2 phút thôi. 2 phút này không biết là giáo sư sẽ biểu diễn thế nào với các đệ tử của mình đây, để chinh phục ban giám khảo, khán giả khó tính và 5 vị giám khảo kia. 2 phút dành cho đội chúng ta, bắt đầu. Bảo có.
Xin giới thiệu võ sư Tạ Anh Dũng, câu lạc bộ K2 Team môn phái Tây Sơn Nhạn. 88% khán giả bình chọn cho nhóm chúng ta, chúng ta cộng được thêm 1 điểm. Chúc mừng. Để tập được tiết mục này thì chúng ta phải mất thời gian bao lâu hả anh Dũng? Gian dựng tiết mục này là 3 tháng. Tôi còn được biết là võ sư Dũng còn đánh bóng bàn rất là hay. Và bây giờ ban giám khảo sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Mời Lê Hoàng. Cái tiết mục này á, thì phải nói thật thế này này, cái khó nhất của nghề võ nói chung và của anh nói riêng đó là giữ thăng bằng. Nếu người bình thường mà giữ thăng bằng là khó một á, thì ở anh là khó cấp 10. Đấy là một cái điều mà có phải nói là nhìn thấy ngay lập tức. Đây là một cái tiết mục tuy nó ngắn thôi, nhưng cái hay của nó là nó vẫn có cái nội dung, tức là nó vẫn có một cái kịch tính. Đấy là cái ưu điểm rất là lớn của nhóm các bạn. Nhưng mà nếu mà có một cái gì nhược điểm thì phải nói thật thế này, xem thì tôi vẫn biết là đây là võ thuật biểu diễn chứ không phải là võ thuật thật. Thì vấn đề khi ta biểu diễn ấy, thì điều quan trọng nhất là ta phải làm sao cho người ta có cảm giác như không biểu diễn, có nghĩa là cái sự gọi là tranh đấu ấy, nó phải xảy ra rất là quyết liệt và rất là nhanh. Thì ở đây đôi lúc là các bạn còn bị chờ. Còn cái tiết mục này nhìn chung thì tôi cho rằng là một tiết mục về mặt thẩm mỹ, về mặt kịch tính thì rất là thành công. Cảm ơn Lê Hoàng. Cảm nhận của các trường thế nào? Em là có cái ý khác anh Lê Hoàng một tí, là trong cái bài biểu diễn này em thấy cái thần sắc rất là rất là uy dũng đó chứ, em thấy đánh như thật đó chứ, anh nói sao vậy? Em nói đúng, em nói là ngay cả ở ngoài đời mà có đánh lộn thật cũng phải chờ để coi đối phương sao có đã rồi mình phải đường này thế. Vậy em thấy là được rồi, quá là xuất sắc. Cảm nhận của chị Phi Nhung thế nào? Mỗi lần mà em có cái chuyện gì mà chuyện nhỏ tí xíu thôi em đã buồn, là em đã muốn chán nản rồi, nhưng mà khi em thấy anh như vậy thì đó là một cái mà làm cho em cảm động. Em nghĩ sau này sẽ em sẽ không có không cái chuyện nhỏ nữa. Và không có bi quan mà không ấy nữa. Anh làm cho em nhờ một bài học, em không biết nói một cái bài học về nghị lực á, về nghị lực. Anh Dũng đã để lại trong lòng khán giả một cái ấn tượng rất lớn, và điều đặc biệt anh đã thổi vào cái niềm tin, cái nghị lực để họ vượt qua nhiều khó khăn nữa trong cuộc sống. Dẫu rằng số điểm có bao nhiêu cũng không quan trọng, quan trọng đây là chúng ta đã truyền được nghị lực và niềm tin. Số điểm từ ban giám khảo chuyên môn bắt đầu. Phi Nhung 10, Quốc Thuận 10, Minh Nhí 9, Cát Tường 9,5 và Lê Hoàng là 8,5. Tổng số điểm dành cho đội của chúng ta là 48 điểm. Chào quý vị khán giả cùng 50 vị giám khảo và 5 vị giám khảo chuyên môn ạ. Bạn, chào anh Việt Linh ạ. Chào họa sĩ. Kể cả thế giới trong vòng 2 phút hơi khó, nhưng có thể bạn vẽ bất cứ điều gì, nhưng chỉ với 2 phút thôi. Thời gian dành cho bạn bắt đầu. Bạn có thật sai.
Chúc mừng cô giáo. 10 ngón tay cô giáo nó đẹp lắm, nó bay nhảy trên cái giá vẽ đẹp tuyệt vời luôn. Quê hương bến nước Con Đò hả? Cây cây này cái gì bạn? Cây đa bến cũ Con Đò năm xưa. Đây là bức tranh phong cảnh em vẽ về biểu tượng áo dài của người Việt Nam, hình ảnh non sông nước biếc ạ. Cô đã nhận được 92% bình chọn của giám khảo khán giả, cô nhận được 2 điểm. Xin mời ban giám khảo chuyên môn. Thực sự ra thì Phi Nhung chưa có feel lắm. Chị mà giống em á là chị vẽ anh Lê Hoàng liền. Không, tại vì nếu mà mình thực sự có tài vẽ cả thế giới thì cái gì mình cũng vẽ được hết. Mà mình khi mình ra mình nhắm những cái người giám khảo nào, mình vẽ một cái đó là chị rất là phục. Mà chị đứng lên luôn. Bảo đảm là bạn đi thi này là bạn thích cái chương trình này và bạn đi thi đúng không nè. Và bạn đã theo dõi cái bạn mùa đầu rồi Nhung. Cái mùa đầu á là có một bạn thí sinh vẽ hết tất cả ban giám khảo rồi. Cho nên bây giờ mà vẽ lại là chắc chắn sẽ đi vào lối mòn. Cho nên bạn chọn một cái phong cách khác. Nhưng mà chị muốn là bây giờ là em đã ok. Nhưng mà chị muốn là nếu mà em có đi thi nữa em... mình cái này là có rất là nhiều người vẽ, em phải vẽ khác người ta. Ý Phi Nhung rất là đúng, tức là những cái gì mà người ta quen quá rồi bạn nên vẽ một cái gì nó lạ hơn hay là có thể là bất ngờ hơn. Nhưng mà đây là một bức tranh đẹp mà thì đẹp, nó là đẹp rồi, tại vì em bỏ thời gian ra em đã đi thi cái này thì em phải làm hơn người ta một lạ cái lạ. Dạ đúng rồi, khi em tham gia cuộc thi này là em muốn làm những cái điều gì lạ, độc đáo, không giống ai hết. Em muốn như vậy nên em tham gia vẽ về phong cảnh thiên nhiên quê hương Việt Nam để giới thiệu ra được bạn bè thế giới. Và đặc biệt hơn là mình không nhất thiết phải vẽ bằng cọ, rồi mình sẽ vẽ bằng tay. Hoặc nhất thiết là đối với hội họa không nhất thiết là vẽ mà ra vẽ, em thích như vậy. Đúng rồi, lần sau nếu mà bạn có vẽ, bạn mời một người đó để cái mặt họ lên rồi bốc màu, quẹt quẹt hội ra cái mặt khác, thí dụ như vậy ha, đó cũng là lạ, thí dụ thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ cái sự cảm nhận của ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Tổng số điểm cô giáo có được là 46,5. Năm tiết mục trôi qua trong cái sự hồi hộp, căng thẳng cũng như là vui vẻ, thoải mái. Còn bây giờ tiết mục thứ 6 sẽ có gì mới lạ đây, bất ngờ hay không? Nào, mời quý vị hướng về màn hình. Dù là kinh dị hay là cái gì đi nữa, nhưng mà nó phải, thứ nhất là nó phải đẹp mắt, thứ hai là nó phải hấp dẫn, vì đây là một cái tiết mục biểu diễn mà. Wow, chào các bạn. Team đã tạo một cái ấn tượng với mọi người và hy vọng rằng 2 phút các bạn sẽ chinh phục được 50 người này và 5 người bên kia. Hôm nay chúng ta quay lại lần thứ 2. Các bạn có cảm giác như thế nào, cảm xúc thế nào? Dạ thực sự là khi quay lại lần thứ 2 như vậy, bây giờ tụi em cảm thấy rất là hồi hộp. Nhưng mà sẽ cháy hết mình. Nhưng lý do tại sao các bạn lại quay lại? Dạ, vì tụi em không muốn bỏ cuộc. Đúng rồi, không bỏ cuộc ha. Sẵn sàng, 2 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Bảo có thật sai. Me and my eyes and say you wanna bleed it. Pasta, pasta.
you ain't got no wings in Mikasa. Big fat pussy, Mufasa. Get them green naked, get them in this plaza. Some of them say I'm gully, some of them say I'm Gaza. Chúc mừng các bạn phần biểu diễn vừa rồi. Chúng ta nhận được 90% khán giả bình chọn, có nghĩa là các bạn được cộng 2 điểm. Chúc mừng. Còn bây giờ sẽ là chia sẻ từ giám khảo chuyên môn, mời Cát Tường. Lần này tụi em quay trở lại thì nói về nhảy á, thì tụi em nhảy đều hơn lần trước. Từ đầu đến cuối chị cố gắng chị dòm thử coi có ai lọt chọt ra không để mình chê á, nhưng mà thật sự là nhảy rất đều. Tuy nhiên chị vẫn hy vọng là có những cái động tác khó. Thì ở đây tụi em không có động tác khó. Tại vì nếu nhảy bình thường như vậy thì rất là nhiều nhóm có thể nhảy được. Ở đây chỉ được duy nhất là cái đồng đội á, tính cái đồng đội là chắc nhảy đều nhưng mà động tác còn đơn giản quá. Thuận thì Thuận thích những cái bài nhảy nào? Phải có nội dung. Nội dung phải có câu chuyện. Còn nhảy mà để gọi là biểu diễn mà mạnh ai nấy nhảy hoặc là nhảy tổ hợp á, thì anh cho rằng nó rất thường. Anh nghĩ rằng các bạn nên đầu tư chút xíu về nội dung, về câu chuyện. Có thể trong 2 phút chúng ta có thể làm được. Nha. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Và bây giờ sẽ là số điểm dành cho các bạn. Tổng số điểm các bạn là 45 điểm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dạ, lời đầu tiên Hữu Hoàng và hello. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả cùng tất cả khán giả đang có mặt tại phim trường ngày hôm nay. Anh Hoàng ơi, chưa quên rồi. Quên chào người. Quay qua. Dạ, em chào anh Linh. Ủa, tiết mục chào các bạn tập được lâu chưa? Dạ, một giây nãy. Mới tập một giây nãy ha. Dạ. Tên đẹp quá, Nguyễn Thành Luân hả? Dạ. Dán bài lật ngửa hả? Dạ. Hai bạn tập nhóm lâu chưa? Dạ, cũng mới à. Mới hả? Dạ, hai em thì chơi chung thôi chứ chưa có lập nhóm. Chơi chung rồi sao bữa nay thi chung? Hai anh em sinh hoạt với nhau xong rồi tập luyện chung với nhau á. Sinh hoạt ở đâu? Dạ, câu lạc bộ ở dưới quận Gò Vấp á. À vậy à? Dạ. Tại sao các bạn biết bạn là chương trình bạn có thực tài này bạn được tới thi? Cũng nhờ mạng xã hội và trên TV ạ. À, trên mạng xã hội bạn đọc phải không? Dạ. Và ngày hôm nay các bạn đã hiểu rõ luật chơi rồi, chúng ta chỉ có 2 phút thôi. Cái sự kết hợp 2 phút nó khó lắm. À, chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn của Tú Hoàng và Nguyễn Thành Luân. 2 phút bắt đầu. Bạn có thật sai. Xin chào tất cả quý vị. Lời đầu tiên, sau đây sẽ là màn ảo thuật mà sử dụng giác quan thứ 6 của mình để lựa ra một quân bài. Và đầu tiên, tôi sẽ che mất các giác quan của bạn Thành Luân. Rồi. Cái gì mà chặt dữ vậy? Và tiếp theo, em có thể lên diễn cùng ban giám khảo được không ạ? Dạ. Em xin mời anh Quốc Thuận. Dạ. Chào anh. Đi có 2 phút rồi, đừng có giao lưu nữa. Bây giờ anh có thể lựa cho em một con bài ạ. Rồi. Sao? Dạ, đây là một lá bài bất kỳ ạ. Vâng. Bây giờ xin anh hãy ký tên lên lá bài của mình. Lẹ lên. Rồi, 2 phút rồi đó. Bây giờ xin anh hãy đặt lá bài của mình lên. Đây là lá bài của anh ạ. Dạ. Bây giờ anh nhìn kỹ và anh đẩy lá bài của anh vô đi ạ. Dạ, đây chính là lá bài của anh. Bây giờ anh hãy nhét nó vào bộ bài đi ạ. Rồi. Hả? Trời má ơi. Có đúng lá bài của anh không ạ? Đúng rồi. Dạ. Bây giờ anh Lê Hoàng. Cảm ơn anh. Anh Lê Hoàng, anh hãy cho em xin một con số bất kỳ nhỏ hơn 30.
có hai chữ số. Được rồi, 29. Dạ, một con số bất kỳ 29. Kính thưa quý vị, sau đây sẽ là màn ảo thuật của ảo thuật gia Thần Luân. Anh sẽ sử dụng giác quan thứ 6 của mình để tìm ra con bài của khán giả. Với số 29 của giám khảo Lê Hoàng. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29. Con phía dưới 29. Và đây chính là con bài mà Thành Luân đã chọn của do giác quan 6 của mình. Phải không quý vị? Sai rồi à? À, chưa xong. Luân ơi, em sai rồi. Và đây chính là điều kỳ diệu của ảo thuật ạ. Phải không ạ? Trời đất ơi. Trời ơi. Đây là con bài mà Quốc Thuận đã ký tên hồi nãy. Nhưng mà liên quan số 29 của Lê Hoàng. Dạ, thực sự con số rất là liên quan, là nói cho có thôi ạ. Là cái là con số của đại diện Lê Hoàng chỉ là cái phần thử thôi ạ. Còn cái phần chính là lấy lá bài ra từ miệng ạ. Không, bởi vì khi bạn đã ra một cái câu đố cho khán giả thì bạn phải giải nó, chứ bạn lại không thể giải thích như vậy được. Tất cả mọi người xem truyền hình sẽ chờ xem là bạn có làm gì ra cái con số 29 hay không, đúng không? Đúng rồi. Theo tôi á, nếu như bạn dừng lại đừng hỏi Lê Hoàng thì cái giá trị của con bài mà Quốc Thuận thì nó sẽ nặng hơn, nó mạnh hơn. Nhưng mà thật ra bỏ khúc đó đi, vừa lên đây xong xuống đó là vừa 2 phút là trọn vẹn rồi. Không, bây giờ làm thêm cái khúc đó làm chi? Lại không kịp, là tại vì cái đoạn mà vậy nè, từ 1 đến 29 đã hỏi anh Lê Hoàng 29 rồi, thì bóc cái đại trật đi. Còn 1, 2, 3, 4 tới 29 trất quốc. Rồi cái nó hết giờ. Hết giờ tới cái đoạn kia cái nó mất rồi. Cái này là quay coi thôi, chứ thật cái thời gian của bạn tới đó là hết rồi. Cái này góp ý thôi, góp ý cho lần sau. Nếu như các bạn có trở lại hoặc các bạn mai mốt có biểu diễn á, phải nhanh tay hơn một chút. Nói vậy nó khẽ đó, hiểu không? Bị phát hiện. Chúng ta có số điểm từ bài giám khảo chuyên môn. Bắt đầu. Các tường 8, Lê Hoàng 7, Minh Dĩ 8,5, Quốc Thuận 9 và Phi Nhung là 8,5. Tổng số điểm các bạn có là 42 điểm. Cả ba tụi em không học chuyện nhạc ra gặp nhau ở trong hội văn nghệ của trường. Chào đón các bạn đến với sân chơi Bạn Có Thực Tài. Chúng ta có 2 phút để trình diễn khả năng của mình. 2 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Bạn có thực tài. Ánh dương sáng chân trời, ngàn tia sáng muôn nơi nơi. Khi giông tố ta xuân sang thì gió đưa hương thơm lành, lòng chan chứa bao ân tình. Ôi xinh đẹp biết bao huy hoàng ấy, ánh mắt trời có anh sang tuyệt vời, ấm mắt hơn mặt trời. Đó chính là nụ cười của người tôi yêu.
Chúc mừng Vui Xem Bên. Các bạn đã có một tiết mục rất là hấp dẫn ha. Tôi xem thấy hát opera Mặt Trời Của Tôi, tự nhiên tôi cũng thấy nóng hơn nữa. Xin mời anh Minh Nhí, anh nghe nhạc này nhiều anh không, tôi cũng thích nhạc dạ. opera lắm chứ. Đúng rồi. Tôi coi cũng nhiều nữa. Nhưng mà bạn hát á, tôi có cảm giác bạn lên không tới. Có nghĩa là chưa có chín á. Thường thì mình ban giám khảo này có bị hay nhắc nhở là tại chê thí sinh nhiều quá. Nhưng mà điều lời nói thật thì nó vẫn tốt hơn. Vì nó thứ nhất là âm nhạc nó phải làm cho con người ta thư giãn. Chị nghe em hát chị thấy mệt. Ở đây em cũng muốn phô diễn cái chất giọng. Chất giọng của em tốt. Em một trong vòng 2 phút em hát em làm 3 cái quãng, 3 quãng khác nhau. Quãng thứ nhất qua quãng thứ hai, chuyển quãng thứ ba, chuyển cái quãng thứ ba em lên chưa có tới, ở những nốt đầu nó bị chinh. Cái cơ bản nhất đó là bạn hát không thoải mái. Bạn hát như là cái kiểu như là tôi muốn trình bày cái bài hát này như thế, nó thế nào cho nó khó, chứ không phải là tôi thả hồn vào nó. Hai cái đấy nó khác nhau. Khi nghe bạn hát thì thấy kỹ thuật mà không thấy cảm xúc. Đó là cái điều phải nói là rất là đáng tiếc. Nói một cách khác là chúng ta nên giải phóng cơ thể bạn. Đúng rồi. Tập để giải phóng cơ thể, giải phóng khống khuôn mặt và thậm chí là giải phóng luôn cái giọng mình thoát ra. Ta đi trong mùa nắng sao vàng cờ tung bay. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 8, Lê Hoàng 8, Minh Nhi 9, Quốc Thuận 8.5 và Phi Nhung 9, 42.5 dành cho các bạn. Lời nói đầu tiên, Hoàng Nhật xin gửi đến quý vị giám khảo cũng như quý vị đang có mặt trong phim trường là chúc sức khỏe và là chào trân trọng nhất. Bạch công tử giống giống Bảo Trung nhìn mặt hài lên mình, không biết mặt có ga liền không? Anh dạy yoga mà sao không có ga. Hôm nay không biết anh có biểu diễn yoga gì hay không, tôi cũng chưa biết tiết mục thế nào, không biết có bất ngờ gì không, chúng ta chờ xem. Nhưng anh chỉ có 2 phút thôi nha. 2 phút dành cho anh, bắt đầu. Bạn có thích sai? We'll be right back.
Thật ra Nhật là người điện, Nhật không phải là ảo thuật gia. Người điện là sao anh? Người điện tức là Nhật được mọi người thương mến, thường hay gọi tên Nhật là người điện Hoàng Nhật. Bởi vì từ nhỏ tới lớn Nhật không bị điện giật. Tức là anh rào vô điện là điện không có giật? Vâng. Mấy vôn? Không biết nữa, nhưng mà chỉ con cái là điện nào chọc vô cũng không giật hết. Ba pha? Chưa thử. Thôi đừng thử nha, đừng thử nha. Không nên thử anh. Đây là một vũ sư, yoga, ảo thuật, rồi người điện nữa. Phải nói anh Phan Hồng Nhật là một trong những người rất là nhiều tài năng. Nhưng mà hình như khán giả chờ đợi lâu quá nên họ bấm đèn đỏ hơi nhiều anh ạ. Giám khảo rất khó tính nên có 62% khán giả bình chọn cho anh thôi. Ủa nhưng mà anh ơi. Ủa anh ở đâu anh? Vâng, Nhật là người ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Anh biết sao? Tại vì điện á, anh biểu diễn ở đây á, nó sợ, chương trình sợ nguy hiểm. Cái thứ hai là sợ các bé ở bên nhà coi truyền hình á, bắt trước á, nguy hiểm lắm. Nhưng mà dù sao thì anh vẫn có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Minh Nhí 9, Cát Tường 9, Lê Hoàng 8, Phi Nhung 9,5, Quốc Thuận 10. Tổng số điểm dành cho anh Nhật là 45,5. Chúc mừng anh. Chúng ta đã gặp lại những gương mặt rất là quen thuộc trong chương trình ngày hôm nay. Họ đã cố gắng nỗ lực hết sức mình để đem đến tiết mục hấp dẫn dành cho khán giả. Còn bây giờ chúng ta nhìn lại bảng điểm của từng đội. Glenn Bond 49, Lê Xuân Tùng 50,5, nhóm Golden Star Kids 45, K2 Steam 48, Lâm Hoàng Trinh 46,5, Black On Team 45, Nguyễn Thành Luân 42, Fusion Band là 42,5 và Phan Hồng Nhật là 45,5. Như vậy thứ một cao điểm nhất đó là Lê Xuân Tùng làm Tòa He với số điểm là 50,5. Chúc mừng. Hôm nay thì anh đã vượt qua số điểm cao của các đội. Anh đã chính thức là người có số điểm cao nhất và anh sẽ thi đấu với đương kim vô địch tuần vừa rồi. Nếu như chiến thắng thì anh sẽ nhận cúp vô địch và giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Còn nếu như chưa chiến thắng thì anh sẽ nhận được 5 triệu đồng. Sẵn sàng nha, anh sẽ gặp đối thủ ngày hôm nay. Đội NK Dance Team cùng với Lê Xuân Tùng sẽ thi đấu ngày hôm nay. Và tôi mượn là chiếc cúp. Và theo quy định thì đội vô địch tuần trước sẽ thi đấu trước. Mời các bạn. Bạn có thật sai. Baby can't you see I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. Go ahead, story, but I'm in for thunder.
Xin mời ban giám khảo chuyên môn. Cái tiết mục vừa rồi thì các bạn dàn dựng nó có hồn, rất là có hồn và kịch bản nó dễ thương, cảm động. Nhưng mà có một điều là bạn này hình như múa không có thuộc bài và không có hồn, không có một cái gì hết. Chị thấy tất cả trong nhóm đều rất là hay, nhưng mà khi em làm như vậy thì nó ảnh hưởng tới một cái nhóm rất là nhiều. Bài này là cái bài cũ ở tuần đầu tiên tụi em thi, tụi em đã làm lại rồi. Bây giờ tụi em làm lại, thay đổi trang phục, có thay đổi cách biểu diễn. Cái kết này có thay đổi đúng không? Và thay đổi diễn viên luôn. Bản thân chị không có thích cái kết này. Nó phải đưa một cái thông điệp gì nó tốt đẹp. Còn cái chết như cái kết này nó bị cái kết nó bị đen tối quá. Các bạn cứng nữa làm tò he đó, anh đang lo cho bạn đó, thấy không? Bởi vì nhóm các bạn cứng cựa quá. Anh Thuận rất thích những cái bài múa nào mà nó có nội dung, nó có nội dung, nó có cao trào, nó có xung đột. Nói chung nó có một cái kịch bản trong đó. Thì ở đây các bạn đã làm được cái điều đó. Và Thuận đã dường như bị các bạn chinh phục. Dù các bạn có giữ được cái chức vô địch hay là không, nhưng mà cái tính đồng đội của các bạn vẫn phải còn cho tôi nha. Tôi hy vọng là vậy. Hôm nay chị Phi Nhung góp ý cho bạn này, không phải vì bạn đó mà tiết mục của mình bị mất cái chức vô địch. Cho nên tôi không thích, tôi mong muốn. Không, tôi thí dụ nếu như nhưng nha. Mà không, tại vì nãy giờ tôi thấy bạn này bạn rất buồn, có thể là sau đây tôi sợ là ra nguyên nhóm đổ thừa cho bạn đó. Nhưng mà theo tôi không có sợ. Cái này là chị Nhung nói là nếu mà trong nhóm mà nói là đẩy em ra thì là không có đúng. Tính chị rất là thật, chị phải nói cho em biết để, tại vì em đã yêu cái nghề này đúng không? Em sẽ đi dài thì em phải nhớ, tại vì ít có khi nào mà người ta nói thật cho mình nghe. Đúng rồi. Đó, thành ra em đừng có buồn chị khi chị nói cái này. Đúng rồi. Sao em đừng khóc nha. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn rất nhiều. Chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn của Lê Xuân Tùng. Bạn có thật sai. Lỗ mũi dài đó Phi Nhung có. Đúng rồi, Phi Nhung và Lê Hoàng. Chúng ta cho rằng pháo tay dành cho Lê Xuân Tùng. Phi Nhung cảm giác thế nào? Em cảm giác em giống ghép đôi, vậy là tôi không có cho điểm cao rồi đó. Không, em đẹp hơn. Sao Quốc Thuận, anh cảm nhận thế nào? Cái độc đáo, ngoài cái chuyện là các bạn bà Tùng vẽ ra được cái hình ảnh của Phi Nhung và anh Hoàng là một cặp tiên đồng ngọc nữ. Cái câu này đúng rồi. Tôi thích cái chi tiết mà bạn lật cái tấm hình lại, cái khung đứng á, tôi không đoán ra được là bạn vẽ cái gì, thấy không? Kèm theo tiết tấu, giai điệu âm nhạc rồi hình ảnh trên đó, tôi nghĩ là bạn vẽ đồng quê, bạn vẽ cái gì đó, nhưng mà khi bạn lật cái tấm hình lại, phải nói là tôi rất là bất ngờ. Bột mà làm bột. nặng ra mà anh nhìn anh Lê Hoàng cái mặt vẫn ác như ngoài đời. Quý vị vừa xem phần biểu diễn của hai đội Dance Team và Lê Xuân Tùng. Mỗi đội có những cái ưu điểm khác nhau.
Và mỗi đội cũng có sự gợi ý của ban giám khảo, cũng có những cái điều chưa hoàn thiện trong ngày hôm nay. Và số điểm sẽ quyết định xem đội nào sẽ vô địch tuần này. Chiếc cúp tôi vẫn còn cầm. Và bây giờ, số điểm dành cho đội Dance Team bắt đầu. Các tường 9,5, Lê Hoàng 9, Minh Nhí 9, Quốc Thuận 9, Phi Nhung 9,5. Chúc mừng các bạn. Dance Team có tổng cộng là 46 điểm. Và bây giờ số điểm dành cho anh chàng tò he Lê Xuân Tùng bắt đầu. Cát Tường 9,5, Minh Nhĩ 10, Phi Nhung 10, Quốc Thuận 10 và Lê Hoàng là 8. Thưa quý vị, điều gì đến đã đến và số điểm của Lê Xuân Tùng có được là 47,5. Chúc mừng. Tôi xin trao lại cúp này cho Lê Xuân Tùng và bạn sẽ nhận giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Chúc mừng Dance Team. Chúng ta đã cố gắng nỗ lực nhưng mà hai tuần vừa rồi cũng đã thể hiện được các bạn rất xuất sắc. Mong rằng các bạn sẽ đến với gala để nhận giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng nhé. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chương trình Bạn Có Thực Tài đến đây xin phép tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Xin mời ban giám khảo sẽ trao chứng nhận cho các đội đã đến tham gia chương trình. Chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng sữa Login Farm. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.